Trong căn nhà của tôi vậy? Chúng tôi đang lộng hành. Chúng tôi đang lộng hành. Tôi chỉ buồn ở nhà. Tôi buồn á, tôi phải biến mấy cái bình, mấy cái ấm này chơi với tôi chứ. Tính thắp sáng ngôi nhà thôi. Tính Phật chơi vô vui vậy nè. Đây là da gì? Cây đèn cày. Kê vô mấy cái giải giải rồi ngon lắm. Còn cái bình đâu? Cái bình đây à. Ủa? Còn nhỏ đầu xanh là cái gì? Góp vô uống nước mời ông chủ uống nước. Thôi khỏi đi, người ta biến ra là cho nó vui, còn biến gì đâu mà bà tiên. Cái tàu tóc giống như bà điên. Trời đất ơi, có đâu, cái này công phu lắm á. Rồi một người nữa đâu? Một người nữa cất rồi. Phục vụ đâu? Chơi không vui. Hôm qua nhớ làm bể đồ ông chủ đuổi rồi mà không chịu nghỉ. Hả? Đang đứng ngoài cửa xin vô. Thôi cho vô đi tội nghiệp. Phục vụ vô. Ủa sao đi rửa chén hả? Được đi làm lại vui quá. Ủa sao bữa nay chờ rửa chén luôn rồi hả ông chủ? Ủa mà câu chuyện của mình là câu chuyện gì? Dạ người đẹp và quá vật. Mặc đồ giống bảy chú lùn vậy. Tôi cũng nói luôn á. Thì cứ nói này thôi đó. Bà Tuyết nè, đó. Đó. Chú lùn. Dạ thôi. Dạ thôi. Không mặc ông kìa. Sợ. Lại đây với lại chú lùn nào. Lại đây. Lại đây. Phải là anh thợ săn mới ngon. Cái gì? Anh thợ săn mới ngon. Săn hay là chú lùn gì cũng ngon hả? Thật ra trong câu chuyện mà người đẹp và quái vật là còn một nhân vật nữa. Nhân vật quan trọng nhất luôn. Ủa mà sao thiếu vậy ta? Làm sao thiếu được. Xin giới thiệu Võ Hoàng Yên. Bây giờ chia luôn, hai cận thần bảo vệ công chúa. Ủa xong. Vậy là đúng chuyện rồi đó. Đúng chuyện. Người đẹp và quái vật kìa. Quái vật quái đỏ đó. Ủa? Đây là lúc chưa biến thành hoàng tử. Ủa lúc này là chưa biến thành hoàng tử. Vậy là mãi mãi không giờ biến thành hoàng tử rồi. Biến rồi chứ quái vật có sừng của đội ghê lắm. Có sừng luôn á. Ừ ghê lắm. Nó chưa biến kìa. Ngày hôm nay chúng ta chào đón siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Vỗ tay nồng nhiệt. Dạ em Võ Hoàng Yến chào mọi người, siêu mẫu Việt Kiều Mỹ mới về nước. Và thưa quý vị, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Xin chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình 7 Nụ Cười Show. Hey. Trời ơi con bé người Nhật nhảy kìa. Dễ sợ.
Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai tuần trên HTV7. Đêm nay là một đêm cổ tích, câu chuyện cổ tích ở nước ngoài. Ở nước ngoài. Đúng vậy. Thì đây là lần bao nhiêu mình đến với chương trình? Very first. Là lần đầu tiên đến với chương trình. Dạ đúng rồi ạ. Tại sao những lần trước không đến? Chắc không ai mời á. Tại mày mời giờ người ta sực nhớ ra quên mời em. Đã từng xem chương trình này chưa? Xem rồi, sao mà không xem được? Xem chưa? Xem rồi, sợ lắm. Thấy chương trình hợp lý không? Thấy chương trình vật lộn như đô vật Mỹ vậy đó. Thấy tưởng là đô vật Mỹ không chứ không phải chương trình Việt Nam. Đi đâu vậy? Ủa, đi đâu vậy anh? Tại vậy anh? Tôi sợ đứng kế bên hồi bà tưởng nó đô vật, bà giật tôi thiệt. Không có em nữa, anh giật em được. Chứ anh nghĩ sao em ống nhôm vậy nè. Ống nhôm à? Ống nhôm à? Chân dài sọc vậy? Chân dài thôi chứ yếu ấm yếu lắm. Ở đây thì mấy em nó cũng nhẹ nhàng lắm, không có gì cả. Ở đây không có phải đô vật, em ở đây là khiên giác. Khiên giác à. Khung giác đồ không? Khung giác. Đội trưởng là ai à? Đội trưởng Thúy Ngân. Dễ xài quá. Cái liệu xong rồi dễ xài em lấy chồng được à? Ủa em tính lấy hả? Ủa không cho em lấy luôn. Quan trọng là có ai lấy hả? Có người lấy. Có giới thiệu không? Ôi dạ, dạ cũng được ạ. Đâu xa? Gần ngay trước mắt. Đúng vậy. Cho hỏi miền nào ạ? Bắc Trung Nam miền nào ạ? Thì Võ Hoàng Yến thân mến, chương trình này chúng ta sẽ có nhiều trò chơi. Có trò chơi là vận động, có trò chơi thì dùng trí tuệ, có trò chơi thì trả lời câu hỏi bâng quơ. Đó. Có trò chơi người ta dùng nhanh tay lẹ mắt, bóc, chụp, giật, chạy. Mấy mày mới để ý là ăn gian là nhiều lắm anh. Không, chương trình không ăn gian. Gì hả? Không gian. Có hả? Không ăn gian. Chơi cho vui là chính. Luôn á. Chơi cho vui là chính. Xin hỏi cái khả năng mạnh nhất của mình là gì? Ngoài cái siêu mẫu ra, ngoài cái khét khuất ra. Không có khả năng gì hết trơn á. Trời ơi. Địa lý. Rồi. Hên xui nha anh, giờ hỏi gì mình biết, người ta biết tẩy mình hết. Anh Giang giới thiệu tụi em coi ai mạnh về sức khỏe và ai mạnh về trí tuệ đâu đó cho. Chúng ta tiếp tục chương trình. Thưa quý vị thân mến. Thôi kệ, nói cho chị mấy bạn coi rồi mà. Đây Lan Ngọc. Vậy Lan Ngọc hả? Lan Ngọc. Em biết nè. Sao? Em biết nè, Lan Ngọc họ nổi tiếng chơi dơ nè. Thấy chưa? Phải không? Thấy chưa? Đúng rồi, không chị coi nhiều chương trình của em lắm. Thế em chị thích nha, nhưng mà chị thích. Đây là người cho em đã cảm nhận. Trời ơi chị ơi nè, người ta chơi dơ bạo lực với em nè, chứ em nào có chơi không dơ đâu. Không đánh không? Đúng rồi, chơi dơ thì bắt quả tang. Đi chơi dơ nhiều người đánh. Hôm nay chị vô đây chị bảo vệ em đúng không? Không biết nữa, hay bảo vệ người là chị đúng không? Thật ra Lan Ngọc là chơi rất vui, nhưng chưa bao giờ thắng. Trời ơi, đó tự nghe tới. Thật ra Lan Ngọc là chơi rất dơ, thì mắc cười hết trời. Còn đây là chơi rất mạnh. Rất mạnh đó, đó. Rất mạnh. Đô vật Mỹ đây nè. Hay chấn thương. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm thi đội. Xin mời trước nè. Bốc. Ê quá, tài thú nhà nổi tiếng tài thú giờ luôn á. Vô tán ngay cái mũi ra nha. Chỉ nó đẹp quá. Rồi, từ từ khui cho em xin mẫu. Xin mẫu tới siêu mỏng. Người ở của siêu mẫu. Rồi, bà gì siêu mẫu. Rồi, vô. Từ từ khui cho mọi người. Lụm gạo đi. Trời ơi, giờ này đi rửa chén đem không đi mình đi. Đem không chị, chúng mình vô đây chơi làm gì. Ai ta chung với ai ta? À, em là số 2. Số 1 à? Số 1. Tiến luật. Trời, mở giùm tôi được không chứ cái tay gì này sao mà mở. Tiến luật chắc về đội Lan Ngọc rồi. Không có. Thí Ngân rồi, số 2. Số 1. Trời ơi. Rồi số 1 ở đây. Số 1. Ôi, đi quen vậy? Hay quá chị trời. Đội hình bên đó là đội hình những con này tôi. Đội hình bên đây là ba đồng giáo chủ. Trời ơi, quá chị trời. Ghê lắm á chị, đội đó ghê lắm á. Đây, 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 Mao Sư Dương Tạ Tốn. Hai đứa mình chung đội bên đây là chơi chết. Này chơi mặt sầu. Siêu nhân mặt sầu. Đừng có giỡn. Thôi nó mặt đó chị, ngón nghề nào cũng có hết á. Thôi thôi đừng có nói vậy. Cái tụi em hiền, tụi em đâu có hiền đâu, tụi em đâu có vừa đâu. Rồi mà chơi là nào tụi em rồi. Chị tin tưởng lắm, không có. Tụi em sao? Chị tin tưởng lắm, không có. Tụi em là chơi chơi chết mà. Như vậy là hiện tại là cũng rất là cân tài cân sức. Bên đây thì vừa có mạnh, vừa có mưu mẹo, vừa có dài sầu. Bên đây, ông chú lanh lợi đó, nhưng mà hôm nay mất ngủ để yếu tiền đình, tiền đình đó đó. Rồi trời, cái gì siêu nhân gì vậy? Chơi mấy cái tiền đình đồ hay quá trời. Hay siêu nhân này khả năng sẽ là cân tài cân sức, và ngay bây giờ là vòng chơi đầu tiên. Yeah.
Tết này tự nhiên cùng điện thoại Vivo, mong Tết xuân vầy, sự Tết đông đầy, ưu đãi giảm đến 500.000 đồng. Và đây là trò chơi đầu tiên của bảy nụ cười. Cậu bơi rồi vậy? Bình đấy. Rồi, coi kìa, sung rồi. Con có vẻ sung quá. Kính thưa quý vị thân mến, kính thưa hai đội chơi thân mến, đội màu hồng và đội màu xanh, chúng ta sẽ có trò chơi như sau. Đây, trên dây. Chúng ta hãy nhìn từ phía bên đây. Ủa, sao lên nhanh vậy? Hai đội chơi riêng biệt, đội chơi trước và đội chơi sau. Dạ. Người đầu tiên của đội mình xuất phát. Nằm. Nằm lên. Nằm hả? Nằm lên. Đúng rồi, đó, bò. Đúng rồi, đó, đúng rồi, bắt đầu bò. Người đầu tiên bò. Một vài bước chân thì người thứ hai bắt đầu xuất hiện. Và nhiệm vụ của người thứ ba là vượt qua người thứ nhất, vượt qua người thứ hai, lấy được cái tấm thiệp bảy nụ cười xuân, sau đó quay về lại vị trí ban đầu. Đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn hơn, đội đó giành chiến thắng. Vượt quá hả? Xin hỏi đội mình hiểu không ạ? Hiểu chưa ạ? Dạ, hiểu ạ. Đến đây đây ạ. Ra cái gì? Ra cái búa. Búa. Ra gì? Bây giờ khoan, thắng đi trước. Thắng quyết định. Thắng quyết định, ok. Em ra gì? Em ra cái bao. 2, 3. Thiệt luôn. Thật thà quá trời. Không bao giờ chị thua anh không hoài. Mình nhép. Có bao giờ thắng được đâu. Thôi mà thôi. Anh lại đẹp bô. Cho một lần nữa. Cái gì? Cho một lần nữa. Coi như bạn này cắt. Quyết định, ai lên? Lên. Không sao chị cho ơi. Cho bé Ngọc đi thứ gì. Chúng ta nên nhớ, thời gian càng ngắn thì càng cơ hội. Té sao anh? Rớt xuống sao anh? Rớt xuống đi đâu? Rớt xuống đi lại từ vị trí số 1. Một người rớt hả? Một người rớt ai đi rớt lại hết luôn á. Đi lại từ vị trí số 1 là vị trí của Đinh Dương Lan Ngọc. Người bất kỳ rớt không? 3, 2, 1, bắt đầu. Hay quá trời, bé nó dễ dàng. Thấy cái chân không? Yến nhanh nào. Yến phải người là vượt qua tất cả. Vượt đi. Rồi. Đi lại từ đầu. Ép cho. Nhỏ, gọn. Chị ơi, nhớ đi. Đấy. Chị nèo cái. À, đổi vị trí. Đúng rồi. Đây anh. Thiệt luôn á hả? Ok, nằm im, cho em. Nè đó, nè, kêu quay luôn. Trời ơi. Từ từ nha. Trời ơi. Một nụ hồng. Quay luôn không? Không cần cho mặt này. Em có làm gì à? Để tao coi mày làm ăn được không nha. Trời ơi là trời. Trời ơi. Rồi xong. Đấy cô gái Việt Kiều. Việt Kiều lành ít chữ Kiều. Rồi chị xuống vòng qua nè. Đúng rồi. Phát ngại phát ngọc luôn. Đừng té đi. Phát tài phát ngọc luôn. Ngọc quá cố lên đừng có té. Phát tài phát lọc luôn, quá trời dữ rồi. Trời đất ơi, quá trời. Quay lại. Chuyện thì các bạn không nghe. Và nhiệm vụ của người thứ ba là vượt qua người thứ nhất, vượt qua người thứ hai, lấy được cái tấm thiệp. Em còn nhỏ nhất phải là nhỏ nhất hả? Gọn nhất không? Tao cái người không cùng người bao nhất rồi, dài dài nhất rồi, phải kèo kèo qua. Xin hỏi đội mình hiểu không ạ? Dạ hiểu. Hiểu chưa ạ? Dạ hiểu ạ. Rồi phát tài phát lộc lần hai nè. Hồng ơi đừng có kèo qua đầu tụi em học ngu á. Ủa con đi học hả? Đi tiếp thôi hả? Làm lại hả? Em đi trước, em ở cái đó. Anh ở đây rồi, còn cảnh phúc giữa rồi. Rồi. Anh ơi.
Ngân luôn. Tôi nói rồi, dính bộ rồi. Con này gãy luôn là da, gãy luôn. Ngân gãy luôn, bảo đảm. Anh chắc không bộ, anh chắc không bộ. Không, đem đi, đem sao đâu. Ngân gãy luôn, bảo đảm. Bà này gãy hoài luôn nè nha, bà này phát tài phát lộc nè, rồi. Tới em. Đây nè, cái này, cái này. Gia đình hạnh phúc nè, rồi. Từ từ dí, từ từ. Ờ, bóc vô. Em nhớ nói câu gì đây, em hiểu là cái gì nè, gia đình đúng không, gia đình hạnh phúc nha. Rồi. Hạnh phúc. Gia đình phấn khởi. Ừ, gia đình phấn khởi. Ê, hồi trái, hồi trái, hồi trái. Đi đâu, đi đâu? Một người đi thôi đúng không? Đâu, từ vị trí số 1. Trời ơi, lâu lắm á. Trời ơi. Trời. Má. Mình làm một phát được luôn hả dạ? Mệt quá. Hả dạ? Đi theo em định rồi. Các bạn nên nhớ, quy định của chương trình là ở trên 2 sợi dây. Không phải mình, phải nằm liên tục. À, mình làm sao để mà động động qua được thôi. Biết rồi. Biết không? Nhưng mà ngồi khó hơn nằm nữa. Bậy. Ngồi xích đu nó dễ hơn á. Ngồi xích đu. Nằm đi mọi người, nằm đó. Đi, để em đi cho. Nằm đi, nằm đi. Rồi đó. Nằm đi, nằm đi. Mà sao qua được? Có chừng chị tuột á. Rồi rồi, ngồi yên nha. Nè. Nằm xuống rồi. Nè. Đúng rồi. Không té nè. Yên, chị Yên nằm lưng xuống đúng rồi. Đó. Từ từ nha, Đi Ngọc, có chừng em bước qua đầu. Nữa, bị Yên qua đầu té hoài. Bà té bây giờ bị Yên. Trời ơi, công đức vô lượng. Rồi, Ngân, lấy luôn. Quay lại. Về. Quay về mới khó. Rồi, bùa phát tác dụng. Cái này mà rớt mới đau nè. Bùa phát tác dụng nè nha. Đó nè, đỡ nè. Đó. Ồ, hay quá rồi con. Đó. Kéo quá trời luôn. Cái thiệp mà rớt mới đau từ đầu đó nha. Ok, về lại thì sao anh? Đây. Từ từ, rồi. Bạn nói về là mình thành công. Bây giờ mới khó nè. Ok, đúng rồi. Dễ rồi, khó gì nữa. Ủa Ngọc, em ngồi gì mà hai cái chân em đụng dưới đất luôn nha Ngọc. Chưa mà chưa té mà. Rồi. Nãy làm đỡ nó lên. Từ từ. Rồi. Đúng rồi. Kéo lên kìa. Duỗi chân dài ra. Bộ sáng ăn nhiều lắm hả em? Đúng rồi Ngọc. Ủa sáng ăn nhiều lắm không? Ăn gì vậy? Mình gom giấy lên. Lên. Em phải lên chứ. Ủa em lên luôn hả? Tụi em có phải lên không? Không, chỉ có người đó thôi. Đừng nhúc nhích, nha cả nhà. Ủa sĩ gì vậy? Gì? Im, kêu im. Rồi lên luôn Ngân, đúng rồi. Yeah. Ok. Ngay từ đầu này à. Dễ hơn nè. Nặng lắm luôn. Mình đi trước đó. Phải có cái lực tay kéo á. Thời gian hoàn thành chúng tôi sẽ công bố sau. Bây giờ là đội màu hồng, xin mời. Rồi, ok. Chúng tôi sẽ chờ đợi tiếng lực hồi nãy giờ. Treo hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Tôi ngồi trước đúng không? Để coi tiếng lực vượt qua thời gian bao lâu. Anh đây. Sức đu tiên đồng tiền cưới vợ. 3, 2, 1, go. Ôi. Đúng quá vậy, đúng quá vậy. Chờ ông chú nè, coi ông chú nè. Ông chú là té chắc rồi. Đúng rồi. Đó, quá đơn giản. Anh nằm giống em đi. Đây là hả? Chút chị dạ lên chị Đạt. Quá dễ luôn quá. Quá dễ rồi. Cái chị dạ mới khó nè. Đi đâu khó? Đạp lên bụng đi thôi chứ khó gì. Ê, coi chừng nó chùi. Đúng rồi, đạp lên bụng anh Luật đi dễ nhất. Em xin lỗi gì chàng. Hay quá. Kéo dây gần lại xíu Vinh. Em, trời ơi. Quá trời ngon luôn. gì vậy? Ủa, gì vậy? Bậy ơi. Đưa người ta lên bàn. Sẽ trừ thời gian ra 5 giây. Rớt cái nào đi lại từ đầu nha. Bên đây mà chơi ăn gian là bên đây thua luôn nha anh Giang. Trời, giờ cũng thua rồi, có gì đâu. Ôi. Không ngọt hay gì đó. Trời gì kỳ vậy trời. Ngọt hay gì đó. Đừng để ta đi, Đứng yên. Thôi. Cầu chén đâu. Đâu dạ, đâu.
dạ. Khoan khoan gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Ủa dạ là gì vậy? Nó đứt dây. Nó đứt dây bây giờ mọi người. Ông đứt đầu chắc đó. Thôi mà. Nếu như bạn không có tôi muốn ông chết thôi luôn á, nói thiệt á. Ủa, rớt luôn rồi, anh rớt luôn rồi kìa. Không dám đâu, không dám đâu, nó cười mấy người. Mong chạm càng coi, mong chạm càng coi. Anh đừng thích chạm. Anh kèm đó. Đây vậy? Anh bỏ ra thôi. Thì sao? Thưa quý vị thân mến, như vậy chúng ta có cần thiết với nghe thời gian không ạ? Phải nghe để biết cách xa bao nhiêu lâu là nhục nhã. Thôi, không cần ạ, không cần ạ. 30 giây. Thôi mình chơi vui thôi mà. Rồi. Rồi đúng rồi đúng. Không thành cho thằng này. Hey, em cho là tôi kia. Của Ninh, Dương Lê Ngọc, Võ Hoàng Yến và Thúy Ngân, thời gian là 4 phút 45 giây. Lam Vy Già, Tiến Luật và Tư Tư Vinh vượt qua thời gian là 2 phút 10 giây, chưa được một nửa của mình nữa. Đâu sao đâu, 3 lần kinh nghiệm rồi. Đi đầu mới là vinh quang anh. 3 lần trò chơi này 3 lần lận mà. Không, đi đầu mới là vinh quang. Đúng rồi, đi đầu mới là vinh quang. Trò chơi đầu tiên, đội màu hồng chiến thắng. Yeah. Trò chơi đầu tiên, chiến thắng rồi. Trò chơi số 1 chiến thắng rồi thì những trò chơi sau khả năng là thắng cao. Đúng. Còn đội màu xanh chúng ta đợi trò chơi tiếp theo cũng hấp dẫn không kém. Ngay bây giờ là trò chơi tiếp theo. Chúng ta đang đến với trò chơi tiếp theo của 7 nụ cười sao. Cũng là cái đạo cụ này, cái trò chơi này, nhưng mà khác một chỗ là chúng ta đối kháng. Đối kháng. Chọn một đối thủ bên kia và sau đó di chuyển ai tới đây trước lấy cái huy chương trước, người đó chiến thắng. Đội nào nhiều lượt thắng hơn đội đó chiến thắng. Chọn ai? Em chọn anh Tiến Luật. Tại sao? Em trong đội là con thí chốt, em sẽ tiêu diệt một người bên đó, còn lại là hai người sẽ thắng. Rồi, cặp đầu tiên sẽ là Tiến Luật và Ninh Dương Lê Ngọc. Là đi tới ai giành lấy được là thắng. Đúng. Thôi cứ gây xuống đi anh. Vậy em chơi với ai được nè? Khi người ta vừa tiếp xúc ở đây là mình sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng ta nên nhớ ai tới trước giật được cái huy chương là kết thúc. Ok. Đội nào nhiều lượt thắng hơn thì đội đó giành chiến thắng ở lượt trò chơi này. Dạ. Trò chơi trước mình đã thua rồi. Ừ. Thì trò chơi này phải cố gắng. 3, 2, 1, go. Nhưng mà đội kia không được can thiệp vô nha. Đội kia hay can thiệp lắm. Ủa sao xuống xuống để vậy? Bị hớp hồn. Kêu kêu kêu. Ơ trời trời. Cái gì vậy lớn? Đi chị. Đây là tới. Đọc tới. Đọc tới. Em lại một trời về đặt banh ra nữa. Bé lại từ đây luôn. Hai đứa từ đây. Ờ. Mày ngay dẫn trước đúng không? Ninh Dương Lê Ngọc vừa rớt và chúng ta sẽ để quái lên lại và chuẩn bị 3, 2, 1, go. Gì vậy? Anh Lâm. Anh Lâm. Bỏ chân lên, bỏ chân lên. Chưa gớt nha. Cho em bỏ chân lên. Để em bỏ chân em lên lọc. 3, 2, 1, go. Anh Lộc. Ê, đụng đụng cây, đụng cây. Lớp, lớp, lớp. Lớp, rồi, xong. Đúng rồi. Đâu
đâu có cần dùng sức, mình chỉ cần dùng mưu. Cảm giác sẽ là vợ Hoàng Yến và Trương Thế Bình sẵn sàng chưa? Chưa. Dạ. Đứng thẳng lên. 1, 2, 3, go. Giỡn. Vợ yếu rồi, thấy đi rồi, thấy đi rồi. Giỡn nè. Dên, dên lên, dên. Đúng rồi, lên lên. Rồi, rồi, dừng lại, dừng lại. Rồi, lên lại từ đầu, lên từ đây. Lùi lại. Dính tới xíu. Cho cảnh cái đúng mua rồi, đồ ra. Đúng rồi, cao chị ơi. 1. Từ từ, từ, thôi. Đè đèn dính xuống. Bây giờ báo. Sẵn sàng. Rồi. 1, 2, go. Qua một chân bên này. Ủa, sao không lấy đó mà tụi hai người lấy nhau không vậy? Ủa, sao không lấy cái chân hai người lấy nhau hoài vậy? Đúng rồi. Đúng rồi. Sao vậy đó chị ơi? Quẩy ra. Rồi, dính thẳng, dính thẳng, dính thẳng. Sao sao người ta lụm không vậy? Chị là con lấy đi chưa mà lấy lại dinh. Coi. Ủa? Em thấy chị rớt xuống sao không lấy mà lấy dinh. Chị rớt xuống là chị ôm anh Vinh biết không à? Chị ơi mình chơi chi nữa. Đúng rồi. Tôi thấy là không chịu lấy huy chương mà cứ lấy Vinh không à. Thôi vậy nha, đừng gắn ghép bậy bạ chết. Sao tự nhiên bữa nay đội với nó bị gì á ta? Bị xui hay gì á? Đây, đưa huy chương đây, đưa huy chương đây. Lấy hai lần rớt huy chương mà cứ bị gì á. Ủa gì em thắng gì nữa, thua luôn cho chơi đi. Rồi chạy nó đi đi. Lại ba. Chán thiệt à trời ơi. 2, 3, go. Như vậy là đội màu hồng thắng 2 lượt, đội màu xanh thắng 1 lượt. Ở trò chơi này, đội màu hồng tiếp tục chiến thắng. Tôi thay mặt đội màu hồng cảm ơn đội màu xanh đã 2 lần dâng hiến cho tụi tôi. Ủa sao chẳng có gì thua cho vậy? Không, ban giám khảo ăn gian. Ăn gian cái gì? Đúng gian rồi, gì? Chơi lại đi chứ. Tôi có tôi giành giật gì với em không? Em hiểu rồi. Bây giờ xuống. Là đâu không? Chơi cái gì cho đội kia nè chứ. Đâu không? Đâu gì? Tôi đâu dài. Lăng Ngọc, lên. Đâu? Đâu gì? Đâu cái gì? Đây luôn, tại đây luôn, ở đó, tại đây luôn. Biết luôn. À. Hai người không đụng nhau, ai rớt trước là người đó thua. Vô. Ủa là sao? Đó. Ai rớt trước đó. Là thua. Dễ mà. Ngồi yên là sao? Đạp chứ ngồi có bên đạp dây kia ra là rớt à. Không có được, ông đưa đi tới làm gì đi tới là vậy? Làm gì vậy? Anh lượm thì em chiến rồi. Trời ơi, chừng nào mới rớt. Ông ơi đâu? Đeo quá, đeo quá, đeo quá. Nhấn cái đầu. Nè, cầm nhấn cái đầu. Quên đi. Kéo xuống lại. Quên đi. Kéo xuống lại. Dâm luôn, đâu có bà dâm. Rồi, gặp thua. Như vậy là sau 2 trò chơi thì đội màu hồng đã chiến thắng cả 2 trò chơi. Không biết ngày hôm nay mình có ý gì khi mình về đội toàn thua à? Hên quá trời luôn. Hên quá trời, cộng số hên quá trời hên luôn. Hên quá trời, vậy mà hồi nãy tự hào lắm. Con rồi, mấy con thấy tập trước thấy được. Ok đó, không đi kỳ quá, không la đó, không đi kỳ. Không, chứ bị dâm nào dựa. Không có chưa đâu, mình có 2 trò đó chị, đừng lo. 2 trò đó rồi. 2 lần hả? 2 trò đó, nhưng mà bên nó bị dính lời nguyện rồi. Đây bây giờ là trò chơi tiếp theo của 7 nụ cười. Lên cái bụng luôn. Lên cái bụng luôn. Lên bụng ra. Trời ghê vậy. Sợ mà điếu quá. Lên luôn. Em hỏi ông sợ mà điếu quá. Bạn món ngon lớn chim su và món ngon bùng vị. Chúng ta đang quay trở lại với 7 nụ cười. Sao? Lột lộ quá chứ. Thank you.
ta tiếp tục thi đấu đối kháng. Một chọi một. Nhưng trên các vị trí đầu, bụng, tay và chân, chúng tôi sẽ gắn một cái hệ thống máy móc tôi mua ở bên Australia về. Lại là Australia. Nó sẽ đếm khi chúng ta cử động nhiều, thì tôi sẽ đếm lần cử động đó, tạm gọi là nhịp. Miễn sao mình cứ động sao mà nó cứ nhảy số liên tục, chúng ta sẽ cộng 4 máy đó lại. Ai có con số lớn hơn thì thắng. Đội nào thắng nhiều lượt thì thắng game này. Wow, có lẽ bên mình là có sức trẻ. Ai chọn ai xin chọn đi ạ. Em đã đau lưng thì chọn chắc chắn là em phải chọn ông chú Tiền Đình rồi. Rồi. Em chị ơi, có nghĩa là chị mới vô, chị không có kinh nghiệm nhiều, mọi người cứ tư vấn không? Chị ai cũng được. Không, em sẽ chọn một người thoát khỏi đệm vì... như em. Có gì để đệm luôn hả? Ok. Sẵn sàng chưa? Em với Dẫu Hoàng Yến ạ. Cả hai cùng bị thoát gì để đệm được. Cặp đầu tiên, Thúy Ngân và ông chú Tiến Luật. Xin mời, 3, 2, 1, nhắc. Từ từ thôi, giữ sức, giữ sức. Cái này nó không lên, cái này nó không lên. Lực ơi, lực. Lên chưa, lên chưa? Đâu, giữ sức cho tay nữa, cái tay một tay. Cái đầu, cái đầu nữa. Nhanh lên Lộc ơi. Bà lắc cái bụng nữa, cái bụng nữa. Đúng rồi. Anh Lộc giống như là bị bắt kinh sinh á. Anh Lộc giống bị bắt kinh sinh. Anh làm đúng người là đó không chơi. Hết giờ. Thả là đi đây. Anh Lộc giúp lực gì bệnh. Anh Lộc lại mắc cười quá em nghe không nói. Cái bụng đó. Mệt quá. Thúy Ngân 178. Rồi vậy. Cộng cho 123. Trời ơi. Cộng cho 119. Trời ơi. Và cộng cho 109. Trời ơi. Trời ơi. Tổng con số là 529. Quá dở. Ghê lắm hả? Tiếp tục. Ghê lắm. Trời. Cái dòng bụng của anh lượt lên 200 mấy luôn. Trời. 110. 207. Bự cái rồi hả? 157. Và 178. Tiếng luật là 652 lần. Xin chúc mừng. Trời ơi. Ghê dễ vậy. Sợ chưa? Dễ sợ vậy ta. Lượt đầu tiên đội màu hồng thắng. Bây giờ lượt thứ hai, Thúy Vinh và Ninh Dương Lan Ngọc. Mời đội mình đeo phụ ạ. Lượt đầu tiên đội màu hồng nó thắng rồi, đội xanh phải quằn quại như con chó gì á. Quằn quại lên. Ủa gì đó, lắc đầu rồi kìa, ăn hai ba cái rồi đó. Ghi xét lại. 3, 2, 1, go. Trời ơi, trời ơi, gì kì vậy? Gì kì vậy? Trời vô đồ ghê ghê. Ê à, vô nghe vô. Vậy, kinh nghiệm vậy. Vô đúng rồi em. Bụng đó. Hay quá trời luôn. Đúng rồi. Thấy quen thuộc luôn. Cái đầu. Lát dập cái đầu đi. Cái eo nữa chị Ngọc, cái eo nữa. Thôi chóng mặt quá. Cái tay anh Vinh làm gì anh Vinh? Cái đầu đó Vinh. Vinh chị Ngọc. Vinh chừng cái đó không à. Ôi lát ngoài em hát. Giống như bị bệnh. Giống như bị bệnh má chứng sinh. Quên hấp dần luôn á. Giờ tay. Xin dừng tay. Đây, bé này sao bị trễ nhịp rồi. Lộc đi nào. Cái luôn bây giờ. Bị giật quá. Để xuống dưới. Ơi cái này mệt lắm nha. Bỏ phạt luôn á, xỉu luôn á. Thưa quý vị thân mến, như vậy là cặp đôi vừa rồi là Ninh Dương Lan Ngọc và Chu Thi Vinh đã lắc một cách cuồng nhiệt và rất kinh nghiệm được từ đội đi trước. Đúng vậy. Chúng em nhẹ nhàng hơn. Đúng vậy. Chuyển chuyển hơn. Đúng vậy. Và kết quả là gì ạ? Kết quả là 16. 17. Ủa sao? 146, 177, tổng cộng là 356 lần. Trời đất ơi. Chú Thế Vinh gồm có 52, 115,
Anh hỏi 147. Em không cần nữa. Được 200 mấy? Anh Vinh Thắng. Dạ 200 mấy, 250. Anh Vinh Thắng 257. Ôi. Hả, Vinh phải đúng để là về hồi sợp. Em không cần. Nó khớp cái hình. Em không cần nữa. Nói chung là không cần đo số nữa. Thua. Hồi sáng thấy mặc cái quần ngược là thấy xui rồi. Mặc cái quần ngược là thấy xui rồi. Thôi mặc quần nào ngược. Lượt tiếp theo là Trương Thí Vinh thắng. Đội mình thắng hai lượt liên tiếp. Yeah. Và tới hiện tại là tỷ số chung cuộc hiện tại là 3-0. Chơi đứng không mà chơi danh dự, chơi danh dự. Danh dự, vô. Chơi danh dự. Ủa? Coi chừng danh dự không có nha. Kể luôn. Dạ. Kể luôn thì sao giờ. Cái đôi chân này giống như em là thành viên gỡ danh dự cho đội bạn. Thưa quý vị, là đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta tìm lại một chút danh dự. Sau 3 trò chơi rồi mình thua 3, dù gì phải thắng một chút xíu nào đó. Danh dự nha. Võ Hoàng Yến và Lâm Vĩ Dạ. Go. Cái bụng nó không có lên. Cái bụng nó không có lên. Lên đầu lên luôn. Đầu lên luôn. Nhóm lệ chừng từ trừ yêu ghê luôn á. Em còn hay lắm á. Để trừ ba trừ yêu quái gì. Kẹo áo xuống, kẹo áo xuống. Gọi hồn, gọi hồn. Hai ba từ nhẹ, hai ba từ mạnh luôn. Sợ thiệt luôn á. Cái đầu không bao nhiêu chưa à. Này đúng luôn nè, okay. Đừng xa em đêm nay. Mời Tháo Hàng. Sao lên dữ vậy? 600 mấy luôn á. 60, 15. Trời ơi, bà nhảy bà dậy đạch mà có mấy chục rồi trời. Bây giờ là con số của Lâm Vĩ Dạ gồm có 60, 11, 15 và 70. Tổng cộng là 156 đồng. Chưa bằng cái bụng của anh Vinh nữa. Võ Hoàng Yến là 95, 110, rồi, 42 và 75. Tổng cộng con số là 322. Lần đầu tiên thắng được một lượt. Một lượt. Chứ được game nữa lượt. Coi thường tụi em. Không, bảy đêm thắng được hai lượt. Lượt nào nữa? Trò trước Thúy Ngân thắng được lượt. Thắng chỉ Dạ nè, à, nhớ không? Nói chung là Dạ là ác chủ bài bên tôi. Đúng rồi. Thúy Ngân có thắng là được rồi. Là người lấy lại danh dự cho đồng đội bên kia. Và đến thời điểm này thì dù có thắng một lượt hay hai lượt ở các game khác cũng không quan trọng bằng cái việc là thua ba lần liên tiếp ở ba game. Thua ba lần thì có sao đâu ban giám khảo. Trời, lâu lâu cũng phải có. Đúng rồi, phải có ngày trò ngày sụp chứ. Đúng trời. Rồi, hai bạn không sao nhưng mà khách mời tội người ta. Không sao anh, người ta nghĩ mình thắng mình thua mới hay. Mình đi ngược lý suy nghĩ khán giả. Đúng rồi. Chứ sao lần đặc chứ biệt mà cái gì giống như những người ta suy nghĩ cũng không có hay nữa. Mình cố tình mình thua thì người ta nghĩ mình thắng. Mình cố tình thua đó. Trời, người ta nghĩ mình thắng đúng không? Mấy đứa thua rồi, nhiều lý do. Tụi em cũng vậy đó. Tụi em cũng vậy đó. Bảo vệ nhau. Tôi lấy với lại Ngọc dạo này hay nói đạo lý quá. Thua hay vậy á? Thua cũng nói đạo lý mà thắng cũng nói đạo lý nữa. Anh đừng nói vậy. Thái chỉ không có thua nhưng chị vẫn cảm thấy vinh quang bảo vệ đồng đội. Còn nhưng mà anh công nhận không, anh thấy một điều quan trọng là công nhận bùa của Ngọc hiệu nghiệm nha. Ờ, với Ngọc, giống như là một tấm bùa bằng may mắn vậy ha. Lướt con người nào là người đó xui xẻo luôn. Xui xẻo. Ờ, có em cũng có bùa nữa, hôm nay một cặp luôn á. À, chút nước. Giá trời cho trò cuối có thể lướt luôn đội kia. Rồi. 3-0. Coi như là chiến thắng hôm nay đó. Nhưng mà hôm sau chúng ta chết thử thách nữa. Bây giờ là trò chơi tiếp theo, xin mời. Trò cuối là trò gì mà đem lên đầu lên cổ đi ạ. Bây giờ tập thua. Thua bàn tập vậy hả? Bàn nát. Bàn nát vậy hả? Chúng ta đã trở lại với 7 nụ cười. Cười show. Trò chơi này rất đơn giản. Cả hai đội leo lên hết, cầm gối và dùng gối để có một lực tác động vào đội đối thủ. Cứ mỗi người rớt là đội kia được hưởng một điểm sau 2 phút. Có ai rớt bao nhiêu không cần biết. Chúng ta sẽ dừng lại và chơi hiệp thứ hai.
Tôi nghĩ là hai hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Ôi trời ơi, chơi sắp lá cà vậy luôn á anh. Chơi một đường thẳng vậy luôn á hả? Đúng vậy. Chơi một cái cột vậy luôn. Đúng vậy. Sao vậy anh Luật? Anh tập thôi. Nó có sập không ta? Không. Lẹ Ngọc. Trời ơi, gì vậy? Để sợ chưa gì thị quy rồi đó. Rồi, mời cầm gói. Xếp vị trí ai là trước, ai là ở cuối, ai là ở giữa. Dạ trước rồi. Dạ đi trước. Ủa mấy anh, ủa sao? Cờ bí thì thí chốt. Em là chốt thí sao? Chứ em tồn tại cũng không được gì đâu. Lên. Một người rớt thì đội đối thủ sẽ được 1 điểm. Chúng ta chơi 2 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sợ anh Luật anh nấp mà anh đẩy chị kìa. Anh đang đánh đằng sau. 2, 1, go. Vậy hồi lỡ rồi chị nấp xuống kẹp. Lên. Vậy hồi lỡ rồi chị nấp xuống kẹp đánh Luật nè. Xuống phong. Đánh giả lại. Rồi. Ê. Cái gọi Luật đâu? Anh Luật. Đi Luật lại. Giữ chị cho. Em giữ chị cho. Đánh luôn. Đánh luôn chị. Cái tay chị đâu chị Ngọc? Cái tay chị để làm gì chị Ngọc? Đánh nó chị Ngọc. Không còn cơ hội đâu chị Ngọc. Chị Ngọc kìa. Chị chở. Rồi. Đi. Ba yêu quái. Đi. Đi. Xuống đi. Anh à. Như vậy là đội màu xanh vẫn còn tồn tại. Đội màu xanh chiến thắng ở lượt này xin chúc mừng. Không. Lát nữa mà đội màu hồng mà không hất được ba người kia là đội hồng chưa chắc thắng nha. Đứa nào nghiến anh? Rồi. Đứa hay đụng được tới. Đứa nào nghiến anh? Lượt tiếp theo. Tôi thấy một bàn tay từ vị trí số 3 đọt lên vị trí số 1. Tay siết chặt. Ủa đâu vậy hả? Cái trường cũng chắc quá trời chắc luôn. Nhưng tôi rất thương Dương Lan Ngọc. Thông minh lắm. Anh Luật núp sau lưng em để em bị té. Em hợp số nó quýnh tôi. Tại vì anh núp đó em mới hợp số á. Bây giờ lấy số lấy má lại nè. Ok. Để anh lên chứ không? Thiệt. Tôi chỉ gại mấy cái trò nghiến. Nghiến rồi thôi. Trời ơi. Đó rồi kìa. Vậy mình chơi tình yêu bánh mì kẹp thịt đi. Đâu vậy? Dạ ra sao? Hồi xa ra dạ. Không được anh kẹp em chặt lắm. Sẵn sàng chưa? Mọi người phải ra cho ra. Chết tại sao? Đội màu xanh đang có 3 điểm và đội màu hồng đang có 2 điểm. Cách nhau như 1 điểm thôi. Đừng. Tên dài vậy? Đừng gốc. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Chết. Em chưa kịp vô thế luôn á lạ. Bây giờ anh Giang cho em một lần lấy danh dự. Tới hiện tại là chúng ta thắng 2 lượt liên tục luôn trong game này. Và chúng ta vẫn thua 3 game trước. Tỷ số hiện tại là 3-1. Đúng chưa? Danh dự rồi. Cái loại này. Ủa nhưng mà mình phải chơi 3 lượt chứ, đâu phải chơi 2 lượt. 2 lượt thôi. Bây giờ muốn sao, mọi người muốn sao? Muốn lại lần nữa. 1 lượt nữa. Ủa hả? Rồi, xuống đi ạ. Anh Thiền cái giấc hả? Muốn vô đây. Cái đội chèo thuyền của mình. Mà hai anh ngã đều quê luôn á. Hồi nãy ông Vinh cũng có vàng vàng. Tôi dịnh vô thằng Vinh nè, tôi dịnh vinh. Đừng có dịnh rồi, dịnh nói. Cái này chơi để khẳng định thôi nha, chứ không có tính điểm. Lui, ăn ra. Ủa, đúng mất rồi mà. Đúng mất rồi. Vô. Vô. Vô đi, vô. Đánh Vinh. Đây. Trời ơi. Cố lên.
Cố lên nào các anh. Em sẽ ở đây đợi chờ chiến thắng. Chết luôn. Quá tinh tế nè. Xong rồi. Anh Vinh cố lên. Rồi xong rồi. Rồi. Đại chiến. Dạ mình lại chỉ có hai người thôi. Cái gì mà sợ không chả? Quá, không có được nhung. Sợ quá. What? Trời ơi. Rồi. Chết rồi. Bắt nọc luôn rồi. Sao chị còn ôm cái nồi của em lên đầu vậy? Chết đi rồi. Em hỏi em chẳng thấy hết trơn à. Đồng đội của tôi. Anh thấy sao anh Vàng? Tôi thấy là đời ba bạn gái này có một chiến thuật bí ẩn nào đó. Đúng vậy. Đi lại. Không cần cơ hội đâu chị Ngọc. Bây giờ lấy số lấy mã lại nè. Ba hai một đâu. Anh Giang cho em một lần lấy danh dự. Chết luôn. Quá tinh tế nè. Anh chết cố lên. Chết đâu. Như vậy là chung cuộc thì đội màu hồng vẫn thắng và đội bị phạt là đội màu xanh. Trước khi đến với hình phạt, chúng ta đến với gia đình Mỹ Nụ. Ngày hôm nay chuyện gì sẽ xảy ra? Món ngon cùng vị. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi một đêm trăng nào tới, đợi trời chiều hôn lên làng tóc. Đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Mà thôi là mà thôi. Giờ này mà còn mà thôi á. Đẻ sắp tới nơi đây rồi mà còn mà thôi. Xong lên cho nó. Tôi đang mệt mỏi đau chân vậy mà anh không lo cho tôi là sao? Gì mà lẽ vậy, mới vừa có này mà em. Trời ơi. Đứa bé nó còn chưa mọc tay mọc chân đâu. Nó chưa có được đâu. Hôm nay là nó đạp tôi rồi. Anh không thấy hả? Nè. Thì thôi mà trời sinh voi sinh cỏ. Không có lo. Ai xin? Tôi xin với ai xin? Con voi nào mà xin với anh nữa này? Chưa gì hết. Nó chưa ra đời mà anh không thương tôi. Cái mặt ở trong đó nó nhăn đẻ ra xấu. Là tôi giận anh luôn đó. Thì anh tập cái bài này để anh hát tặng hai mẹ con thôi. Anh nhớ hồi xưa anh hát cái bài buồn rầu gì đó mà em vô em khen nức khen nở. Ây da. Ui da. Sao? Ui da, đau lưng quá.
cái gì mà mới mà đau liền vậy đó hả? Người ta khởi nặng lắm người ta mới đau cô ơi cô. Ủa vậy mới thì nó bị gì ta? Nó kiểu ấm ngán rồi thôi. Mình nói chứ làm liền vậy? Mắc ói quá. Mắc ói gì không? Sướng quá anh ơi. Sao tự nhiên em muốn cảm giác giống như là đây là ngôi nhà của mình đó. Rồi hai đứa mình ở bên nhau nè. Rồi xong á đẻ đứa con ra. Cái tay bồng tay bế. Hạnh phúc quá trời luôn á. Biết bao giờ mới có cái nhà vậy ha. Anh phải cố gắng làm thiệt nhiều mới được. Phải mà. Chú Bảy cho mình nhà này luôn thì hay biết mấy ha. Sao tự nhiên chứ nói chuyện nghe kỳ vậy. Mình ở đây chú với cô thương mình vậy là mình mừng lắm rồi. Ủa thì chú Bảy cũng có cảm tình với mợ. Thì thôi bây giờ đi qua bên đó ở luôn cho rồi đi. Tự nhiên ở mình với nhà này chi không biết nữa. Nè anh đang bàn tí em á. Chắc tụi mình ra riêng đi. Mình đăng ký kết hôn rồi. Sắp tới em cũng xin ở. Mình ở đi không tiện đâu. Bây giờ thôi mình xin phép cô chú cho mình mướn cái nhà đó mình ở tạm đi. Thôi ở đây không có được. Đi nhà mình đi làm cho người ta, mình vô nhà người ta mình đẻ. Nhưng mà tự nhiên đi ra ngoài vậy cho tốn tiền vậy. Thôi hay là về quê. Về quê hả? Về quê cũng được. Thì về quê dưới nhà ba mẹ em cũng có sẵn rồi. Về đó thì anh với em ở với nhau thôi vậy. Mình hả? Đỡ tốn tiền. Con cái ra biết bao nhiêu là tiền. Nói nghe nè, về quê sướng hơn. Về quê? Ủa, em á, ở bên đó hả, dành dùm được nhiều lắm. Phải không? Mỗi lần mà mợ cho em tiền này kêu lo việc này liệt kê, em lấy hết. Em ghê vậy luôn đó hả? Em lo cái việc đó có chút xíu à, còn gì em lấy hết. Em để dành được nhiều lắm. Em mất dạy luôn hả? Trời ơi em vậy? Không có, ý anh nói là hồi xưa giờ anh sợ anh không dám làm mấy chuyện vậy. Không, em bản lĩnh quá à. Thì em nuôi anh. Tại vì em muốn nuôi anh nên em phải vậy đó. Muốn gì nữa chứ. Em biết rồi, tiền lương của hai đứa sao mà nuôi đủ gia đình đúng không? Nhưng mà vậy thôi nha, bữa sau đừng làm nữa. Anh thấy mợ thương em dữ lắm. Em làm vậy anh thấy kỳ lắm. Để anh ráng làm rồi xong mình đem tiền trả mợ đi được. Em biết rồi, em lấy đợt cuối nữa thôi. Tại vì em tính toán hết rồi. Nhiều đó thì mới về xây được cái nhà. Với lại hả lo cho một đứa thôi. Mà em để thêm một đứa nữa thì em phải lấy thêm một đợt nữa mới đủ. Thôi, anh xin em. Thôi, để anh lo. Bây giờ có cái nhà đó là của em vậy đó là về đó ở tạm đi. Thôi anh xin công việc anh làm cho giỏi rồi. Ủa? Chú Bảy. Chào chú Bảy. Ủa hai đứa đi đâu? Kiếm từ hồi sáng tới giờ tôi qua bên đầu đường, tôi qua bên đầu hẻm ngồi nhà bà xui nói chuyện từ hồi sớm tới giờ mà không thấy hai chú Bảy. Dạ hả? Tụi con mới đi đăng ký kết hôn về. Nói đây gì? Tụi con mới đăng ký kết hôn luôn rồi. Đăng ký kết hôn? Từ khi chú đưa con lên đây là cái việc này là việc con làm đúng đầu tiên đó. Ôi sao chú? Sao giờ chú? Mình con cái rồi mình phải làm cái gọi là cho nó hợp lý. Thì đó, thì con thấy bây giờ tụi con có duyên trời cho hai đứa chưa gì hết có rồi. Thấy không? Trong khi người ta cầu hoài không ra. Mình có cái là mình phải đi đăng ký liền. Đó, vậy. Bây giờ là lớn rồi, trưởng thành rồi, phải tập trung làm việc rồi sắm nhà, sắm cửa, sắm đồ cho vợ, cho con nó ở. Chứ đâu có như hồi xưa giờ được. Dạ, chắc bởi vậy cho nên là giờ con mới tính nói chuyện với chú Bảy vậy. Ừ. Là tụi con mới bạn nhau. Ừ, sao? À, chắc sắp tới tụi con dọn ra riêng quá. Con dọn về quê. Tại vì con thấy không có gì mà tiện hết trơn á. Sắp tới là vợ con bụng này kia tụi con phải ở chung với nhau. Nhưng mà qua đây ở luôn cũng không đặng. Bây giờ vậy nè, về quê là cũng tốt, tao không có gì hết trơn á. Về quê là có rau rau có cháo ăn cháo. Dạ. Nhưng mà cũng chuẩn bị đi học nghề học đồ cho nó ổn định rồi. Về là phải bỏ lỡ một lần nữa. Dạ. Rồi con bé này phải ở đây cũng phải là thuốc thang rồi. Nhiều khi ở đây đông đúc nhiều khi thì cũng tốt hơn chứ. Không sao đâu chú Bảy, tại về đó có ba mẹ con lo cho con với lại á. Nhưng mà chú Bảy đã hứa trong tâm là nuôi nó rồi, bỏ đi tới cũng ngại. Không sao tụi con mà sao ở đây? Ở đây con nói không có chỗ ở đó tiện. Trời ơi, thì 2 giờ hai đứa lên trên phòng chú Bảy ở. Chú Bảy ra phía sau bếp chú ở không được. Thôi không có được, chú Bảy nói đâu cho tụi bay sao. Thôi. Nhà cửa gia đình không có tầm mấy cái ngại mắc tới. Bảy ơi Bảy à. Ủa, mở qua rồi. Nó nói cho mợ nghe. Ủa chào mợ.
Ủa hả? Đông đủ vậy? Ủa tôi mới nói chuyện với chị mà chị đi đâu nữa vậy? Để anh về tôi đi đi mua đồ. À mua đồ hả? Mua đồ mà nó bán rẻ quá, nó bán mua một tặng một, cái tôi mua tôi bộ anh vợ. Ủa gì sao kỳ vậy? Sao mua không phải? Tôi tưởng tặng một là tặng cho con. Không, có cái size vừa ổng. À. Chứ không mua nó bỏ cũng vậy phải không? Nó mua một thì nó cũng tính tiền như đó, mà nó lấy hai cái cũng tính tiền. Thôi. Cái chuyện sắp tới là chuẩn bị cô đơn thì không lo. Làm gì? Mà sao? Con với anh rể mới đăng ký kết hôn. Ngon lành không? Trời cho không biết là ngon đùng cái có con, trong khi đó hai cơ đứa con của mình tới giờ này chưa có đứa nào. Ủa gì vậy, là hai đứa nó là vợ là chồng rồi? Trời, bây giờ người ta là pháp luật công nhận rồi chứ phải thường đâu. Ủa vậy nó là vợ chồng thì tụi nó đâu có tách riêng ra được. Đúng rồi, thì nó bởi vậy nó mới nói sinh nên nó một là ra riêng, nó muốn nhà chợ nữa. Tụi con định hai về là quê. Gì quê thôi đâu có được. Sao vậy mợ? Bây giờ mà anh chị đi rồi, một mình mợ ở bên nó có nhà rộng đinh, mà con còn bỏ mợ nữa rồi là sao mợ dám ngủ? Thì đâu, con đợi anh chị về xong rồi con mới đi mà, chứ tự nhiên nói làm liền vậy tụi con không đâu có chuẩn bị kịp. Biết khi nào nó mới về rồi giờ sao? Ôi mấy tháng nữa thì bụng con bự rồi, làm sao mà con ở thế này đâu? Được không có tiện đâu. Đó sợ là hai vợ chồng nó có con so rồi nhiều khi nó ngán, rồi hai chồng nó cáo qua cáo lại ảnh hưởng người lớn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con thấy ở đây mà sinh nở cũng không có tiện. À, hả? Nếu mà đi vậy thôi anh đi qua ở cho em đi cũng được, ở bên đó có mợ lo cho em. Ôi. Đâu có được, đâu có được. Sao vậy mợ? Không được. Sao tôi kêu ở đây thì nó không chịu, tôi xuống bếp ở nó lên phòng nữa nữa hai chồng nó. Ở đây chú Bảy cũng là đàn ông con ngại lắm. Tự nhiên sao không, nhiều khi là tôi khó ngủ mà nó giờ bụng mang dạ chữa rồi đêm hôm rồi nó nôn mửa rồi nó lục đục rồi tôi cũng nói chung là vợ chồng mới cưới thì được. Mà bây giờ đi ra ngoài mướn phòng trọ thì cái chuyện đơn giản, tiền tôi cho được. Đúng rồi, nhưng mà mình thấy nó mình sót chứ. Thì nó cháu mình mà. Rồi điện nước ngoài kia rồi phòng ốc vệ sinh nó có tốt không? Cái vấn đề nan giải ở đây nữa là một mình tôi ở căn nhà bên đó thì rộng quá. Không, đêm hôm thì cũng không có ai, lỡ nửa đêm mà có chuyện gì cháy gió chữa trời cũng may lo. Ủa bây giờ sao ta? Anh rề không có qua bên đó mà chú Bảy muốn con qua đây. Vậy thôi sao chú Bảy không qua bên đó lo cho mợ con giùm đi. Đúng không? Ông bà xui với nhau thì đi qua đó ở với nhau hợp lý rồi. Anh thấy giống như là em đuổi chú Bảy. Thôi đây mở tính cho. Rồi chuyện là vậy đi. Tôi thấy nó cũng hợp lý lắm. Mấy tụi anh ở chung. Tụi anh ở chung nhà, phòng ai nấy ngủ. Còn hai đứa này anh nhường nhà cho tụi nó đi, thấy không? Rồi mình ở chừng vài tháng là tụi nó về, hai đứa kia nó về thì mình đổi lại. Chú Bảy, tụi con vợ chồng son, cho tụi con có không gian riêng đi. Để chú Bảy nói cho hai đứa nghe, cái vấn đề nằm ở chỗ không phải là chú Bảy không thương hai đứa, mà chú Gia dù gì thì gì, nhưng mà chú Gia làm sao cũng như vậy được. Rồi người ta dị nghị. Ai dị nghị? Hàng xóm láng giềng bà con người ta biết. Rồi lỡ hai đứa con mình nó về đột xuất thấy ủa ba con sợ gì? Có làm gì đâu. Có gì đâu, anh đừng nghĩ hết. Đã nói là ở chung nhà, nhưng mà tôi ở phòng tôi, anh ở phòng khách. Không, con có cái ý vậy. Không ấy bây giờ á là mình gọi cho anh chỉ đi, mình nói cái ý đó coi được không? Chịu thì mình ở. Trời nghĩ sao nó chịu? Biết chứ. Vậy đốt nhà luôn chứ đâu. Được, nó không có chịu đâu, nó nghe là nó chửi đó. Ủa sao ở dưới quê cái đó mấy cái đó bình thường mà ta. Giống như là ông bà xui gia ở xa xa cái đi lên nhà bên nội cái ngồi chơi cái ở lại mấy ngày. Cái đó là trường hợp còn bà xui với ông xui. Còn bây giờ là không còn. Cô nam quả nữ. Cô nam quả nữ thì dù tôi biết, tôi biết chị thích tôi thiệt. Không có. Tại ai nói vậy kì. Nói chung là vậy đó, thì tôi tính vậy, anh thấy sao? Không được đâu, lỡ hai đứa con về đột xuất con gái tôi nó chửi chết, không được đâu. Không có về đột xuất. Ây da. Gì em? Ôi da, em bé nó đạp cô. Ôi da. Mới có bầu đi mà sao đạp nhà vậy? Em bé tôi đòi ở bên này. Tôi đòi ở bên này, kêu chú Bảy qua kia. Em bé nó có đòi chiếc dép không con? Ảo dưa mà. Điện thoại ai hả? Nói ai hả? Của tôi. Thời buổi giờ điện thoại để cái chuông giống như hồi xưa. Lớn vậy nha. Chú Bảy. Ủa? Được, nó gọi đây nè.
Alo, má nghe nè con. Sắp về chưa? Hả? Trục trặc giấy tờ hả? Rồi khi nào ba về? Cái gì? 2 tháng nữa hả? Trời ơi, lâu vậy rồi bỏ má mình ở nhà vậy. Rồi thôi được rồi, để má cố gắng sắp xếp. Rồi thôi cứ lo công việc bay đi. Vậy nha. Sao ok? Có ai dị nghị nữa đâu. Trời ơi, 2 tháng nữa anh chị mới về nữa hả mợ? Ý trời. Thì đó, tụi nó mới gọi đó. Anh Xuôi. Chú Bảy. Nó mới gọi, nó nói mấy tháng nữa mới về. Nhưng mà vậy nó kỳ đó. Có gì đâu kỳ, miễn sao mình hiểu nha. Tính sao con nghe vậy luôn chú Bảy. Chú Bảy tính sao con nghe vậy luôn chú Bảy. Còn nếu mà anh ngại bà con hàng xóm thì phi phi anh hả qua. Tôi gõ cửa tôi mở cửa. Cái đó mới là có con dây cái điều giấu xấu xa mà đi qua đêm khuya. Bởi vậy mình là người đàng hoàng, cứ đi qua đàng hoàng ở chung với nhau, không xảy ra chuyện gì thì thôi chứ có gì đâu. Thôi nếu anh ngại đi cửa chính thì anh đi cửa sau. Chú Bảy. Sao đường nào cửa chỗ bếp á hả? Cửa chỗ bếp á hả? Đúng rồi. Thương tụi con. Được không? Tối kia tôi canh hàng xóm ngủ hết, tôi mở cửa sổ anh chui vô. Chú Bảy, con thiệt chứ con, bụng con lúc nào cũng muốn nằm kế bên để canh vợ coi có làm sao không. Đúng. Nhưng mà rồi. Sao chú Bảy tính sao con nghe vậy đó, chú Bảy tính sao con. Vợ chồng mà chia quyên rẻ thí, tội tụi nó quá. Tôi tính vậy anh thấy được không? Trời ơi, từ từ để tôi suy nghĩ. Nhờ ơi, ông Bảy không có chịu nhờ. Con nói một lời với ông Bảy đi nhờ. Ủa sao tôi muốn lấy cái kéo bằng cách cặp màu nữa ghê hả? Ủa nó tên Nho à? Em mới đặt tên. Nho. Má Nho, xin chú Bảy. Chú Bảy hãy đáp lời cho ba mẹ con đi. Cho ba mẹ được ở bên nhau. Nó không hay tên Nho, không hay đổi tên khác đi. Tên gì á? Lũ đạn. Thôi mà. Chi Quyên rẻ thí, tội quá. Thôi đi về bển với tôi đi. Mà nay nó ngủ tôi có làm gì ông đi đâu. Đi trước đi, mở cửa rửa sau bếp tôi vô sao. Cửa sau nha, tôi lộn cửa sổ tôi mở ra nha. Chú Bảy, cần đồ không dọn cho. Dạ không dọn đồ cho. Không cần đâu. Hả? Mua cho ông rồi. Rồi bắt đồ chú Bảy ra tiện nha. Ủa sao nó giống đuổi ông đi vậy? Ủa nhà tôi mà. Thì đó, giống như thay đó nó chiếm đoạt nhà ông, đuổi ông đi. Thôi đừng nghĩ vậy, tội cháu nó không có đâu. Nó thương mình nó mới ở lại chứ không nó về quê cho sướng nó rồi. Ánh mắt của người đang sướng nhất là ánh mắt của bà đó phải không? Có đâu. Đi lại đi, về mở cửa với sao tôi chui vô. Đó, bây giờ vậy ha, bây giờ em về trước cái em mở cửa cái anh vô. Ơ lộn, tôi về tôi mở cửa rồi cái hú cái vô. Mày lấy đồ giờ hay qua bển thay. Đồ gì? Nè. Đồ cặp á. Không phải đồ anh. Đi về đi. Đồ xeo giảm giá. Đi. Về nha. Đi. Nhớ qua. Lẹ đi em ơi. Đây em vô tới nè. Nè anh lại đi. Mở cửa đi nhanh lên. Quay trở lại với Bảy Nụ Cười Xô. Chúng ta trước khi đến với là hình phạt dành cho đội màu xanh thì nói gì thì nói, chúng ta là đội phụ nữ, đội con gái mà phải thể hiện sự khéo léo. Đây là một cái game chơi để thể hiện sự khéo léo cho quý vị giải biết rằng chúng tôi chơi thua là thua, cái kia là vì sức mạnh. Còn mấy anh chị ơi, chúng tôi là gái mà khéo léo thì mấy anh này sao lại chúng tôi được. Đơn giản, chúng ta chơi caro đối đầu với một người bên đây. À, chơi caro. Mà trước khi chúng ta điền vào ô nào đó thì chúng ta phải hoàn thành cái việc là úp được cái ly. Đó, ai úp được thì chơi trước. Trời ơi. Wow.
Đổi kháng á. Đổi kháng mà, ai úp được thì người đó đi cái ô đầu tiên. Trời, em một phát em ngay luôn. Cặp đầu tiên sẽ là cho bên kia chọn. Yến chọn đi kìa. Chứ Đại đi, chứ Đại đi. Chị Yến cái dạ, dạ, dạ Yến. Hai người cậu hả? Hai người hát gì đi đệm đó hả? Một, hai, ba, go. Đi. Hai vậy? Đúng rồi. Tiếp luôn, nhanh lên. Dạ, dạ, tiếp cái đó đi chơi bao giờ hả? Cứ ba con này anh thắng luôn. Trời ơi, ta chơi ở giữa chứ không chơi, chơi. Dạ, thua dạ. Rồi, đi tiếp ở dưới. Tỷ trời. Ủa sao thảnh thơi vậy? Từ từ dạ. Nhẹ thôi chị. Ơi, ơi, chọn lại, đúng rồi. Quê tháng rồi, tháng luôn. Ai quá trời. Có gì dạ, đâu mà phải gấp gáp. Thảnh thơi. Cặp tiếp theo sẽ là Ninh Dương Lan Xạo. Ủa Lan Xạo. Ninh Dương Lan Ngọc và anh Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh, vô. Tôi thích chơi với một cô bé khéo léo Thúy Ngân cơ. Một, hai, go. Anh chơi thua em rồi. Rồi, hay vậy, hay vậy. Trời, tập tạ nó chơi dữ vậy. Rồi, không, em làm theo đúng của em á. Mạnh chứ. Bé cái này, sao? Lấy. Ê, 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 ê. Chết rồi, sâu, 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 sâu. Trời ơi, cái nữa là được, cái nữa là được, cái nữa là được. Đó, rồi, 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 bây giờ là quyết định. Tôi đề nghị là bây giờ đổ thêm 2 ly nước ở đây nữa. Hai mà tới ba được gặp phát mặt luôn. Thôi 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 được rồi. Một, hai, go. Cha, hai tay đi. Cha, con bé được vắt gạo mà. Bắt cái liền vô nhỏ nhỏ làm được đâu. Nhẹ thôi. Cứ bình tĩnh thôi, kệ. Từ từ là biết cái lực à Ngân. Yeah. Khó quá. Từ từ là biết cái lực à. Đừng, đừng, đừng có hấp. Ở đừng có hấp nó đi. Đúng rồi. Đúng rồi, đừng có hấp nó đi nha. Lên miếng nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Dưới, đúng rồi. Đúng rồi. Đừng có cái thẳng lực. Từ từ lên Ngân, kệ từ từ Ngân. Ê, trời ơi. Ê. Ê. Không, đừng, đừng, đừng. Đưa lên. Chào xíu. Dạ, tức quá, tôi muốn cùng bây giờ chạy chân á. Yeah, chặn đầu đúng rồi, chặn đầu đúng rồi. Một cái nữa thôi. Yes. Mình một cái. Rồi, xong. Hai anh đã đem lại vinh quang cho tụi em. Mà vấn đề là thắng chính không thắng, thắng chơi vui thắng chị. Hình phạt dành cho đội màu xanh, mời. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 vị trí. Mỗi người sẽ lần lượt cắt từng vị trí. Ở đây có 2 sợi dây. Một sợi dây là thật và một sợi dây là giả. Hên xui mê rủi. À, tôi là chuyên gia gỡ bom. Tôi gỡ được rồi, tôi chết hoài à. Dễ gì, của anh cắt em hả? Đâu có, anh coi thôi. Đầu tiên là Thúy Ngân. Ai kệ anh luật cắt Thúy Ngân. Bây giờ tôi cho tụi em một cơ hội để chọn người. Cắt tụi em. Em sao cũng được. Nên chọn ai? Bây giờ em chọn người cắt. Nếu mà người đó cắt mà không rớt vô em thì người đó phải ngồi vô đây lại để em cắt. Vậy thôi, dẹp luôn đi, dẹp luôn đi. Trời rồi, ơi đi, đừng nói gì nhiều, cắt. Vị trí đầu tiên Thúy Ngân. Nè Vinh, cắt Ngân đi Vinh. Anh Yến cái gì không có được đâu, không có trúng đâu. Ôi nghe em may mắn lắm. Em màu xanh. Em hết xui rồi. Ây da. Hết xui. Ây da. Hết xui. Ây da. Hết xui rồi. 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 Đã đi rồi bên ngoài đếm sao. Hết xui rồi cũng thấy ta tào lao. Em hết xui rồi. Trời, anh luật thì tôi không cắt em. Hết hồn nha. Yeah.
Anh Giang cầm mít giùm bé Ngọc kìa. Ủa con... anh đâu cắt em hai cái lỗ tai heo của em. Hết hồn nha. Bây giờ có cộng xanh và cộng hồng, tôi cho em chọn. Áo xanh nè, mình xanh đúng không? Ok. Xanh. Xanh. Hết rồi luôn. Hết vậy ta. Hết ghê luôn. Con bé này rất là thông minh luôn á. Lấy cái tóc nó để cao rồi thì nè, cái đi rớt xuống cái tóc trước. Anh lật vô đây. Anh gì vô? Rồi ta yếu. Ta không bị. Hồi nãy em đòi mà không chịu. Bà thoát bị phạt rồi bà hên á. Ê, anh lực vô đây. Cho Yến chọn à. Nãy xanh giờ xanh nữa không? Chắc có đó. Chọn màu đi à. Có đó. Hả? Chọn đi hả anh? Chọn khó, chọn lại màu xanh. Rồi, chọn màu xanh. Rồi, khác màu xanh. Ủa? Em chọn màu gì? Em chọn màu gì? Ủa, sao cái cọng xanh nó không đứt mà nó đứt cọng màu hồng vậy? Ủa? Vậy? Hay quá. May mắn cái gì? May mắn mà. May mắn mà là may mắn mà. Chọn. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đã trải qua nhiều trò chơi và trải qua một kịch bản rồi. Thì hôm nay đội màu xanh phạt đã bị phạt. Nói chung là những trò chơi mà chơi vui, chơi phụ, chơi thêm thì thắng giỏi lắm, mà chơi chính thì lại thua. Ngày hôm nay cảm xúc như thế nào khi đến chương trình? Do tôi có một cái nickname đặt cho đội này là đội cơm thêm nè. Cái gì mà chơi thừa thừa là thắng. Chưa bao giờ chơi mà thua từ anh Z gì luôn anh. Phải không? Ừ, thắng thì phụ, thắng thì phụ đồ kiểu thắng danh dự đó anh. Yeah. Chơi vui rồi đó. Yeah. Nhưng mà em nói rồi là một cú twist thôi à. Cú twist thì mọi người mình nghĩ mình thắng. Okay. Hết chương trình rồi mà twist gì nữa. Tấm xù quá. Ngày hôm nay cảm ơn tất cả mọi người chơi rất nhiệt tình và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Hãy nhớ 7 nụ cười xuân. Anh Giang, kỳ có chuyện kìa.